Trời ơi, mấy con tôm nó xanh dần luôn. Kêu bằng tươi xanh như nồi canh đó. Ngon rồi rối luôn mọi người. Xin chào mọi người đang xem kênh Sùn Sơn TV. Hôm nay mẹ của Tiên sẽ ăn mấy con tôm sống này chấm với wasabi nha. Đây. Đây là tôm nướng muối, nướng riêng cho ba. Tại vì ba không có ăn được tôm sống á. Rồi, bây giờ mọi người ăn tôm nướng muối và tôm sống với bố mẹ của Tiên nha. Hôm nay hai ông bà bổ sung canxi. Ông đưa canxi bổ sung hai lần này nè. Đó, ba Tiên tới rồi đó. Yeah, là thấy là ngon rồi đó. Vô vô. Hôm nay mẹ của Tiên á là sẽ chấm với cái này là muối ớt xanh của Việt Nam mình nè mọi người. Và gừng hồng với lại củ cải vàng đó. Và wasabi. Masia te á. Dễ gì? Dạ, hai mắt bây giờ ăn tạ. Ừ, mùi mà. Dạ, nuôi bà. Bà Tiên kêu ăn đi con, ăn thử con này. Mẹ. Sao à? Tiên hỏi mẹ ngon không mẹ, mẹ nói mới ăn con chưa rồi. Sao đi? Sao thú xa ta? Cần đợt tá nè, dạ, mà chứ ổn lần nè. Mùa hè ở Hàn Quốc là mùa ăn tôm nha mọi người. Tôm trong mùa hè nó rất là mập, ngọt thịt luôn. Như con tôm ngày hôm nay. Sao à? Thái ta? Con nào cũng nấy tròn vô mà thịt nó mềm mập luôn. Ngọt lắm mọi người. Ngon từ thịt, ngọt từ xương luôn. Trời ơi, thấy ăn thấy thèm luôn á. Mẹ tôi nó ngon quá. Tôm nó vô mùa ăn nó ngon quá. Con thứ ba. Hồi mẹ Tiên làm lẹ quá mọi người. Tiên ăn con này á thì cũng nhanh lắm nhưng mà lột nó lâu tại vì wow, sao có sợi chín chứ mà nè. Tiên thấy mẹ mình lột nhanh quá. Dân chuyên nghiệp có khác. Tôm này bây giờ bán 1 kg là 35.000 won nha mọi người, tầm khoảng 700.000 Việt Nam đồng. Thì cửa nó mới sao? Ta không có. Mắc ha. Tại vì bây giờ cái gì cũng đắt hết trơn á. Không có việc làm, thất nghiệp nhiều mà đồ ăn thì đắt nữa. Thời kỳ hoàng kim đã tới. Mày mưa. Mưa. Mà sao con tôm mà xanh dần vậy ta? Thế thì sẽ ủ ép sạch phá ra á. Chứ không trả coi trả. À, mẹ tôi nói bây giờ là tôm xanh dần không mà. Để hồi lên tra Google coi sao mà tôm màu xanh vậy ta. Vì sao tôm màu xanh? Quá. Ôi, nó nhảy. Ôi, nó nhảy tực tực luôn kìa mọi người. Tôm này ăn xong rồi dạ. Xin lỗi. Mẹ Tiên nói xin lỗi đó dạ. Xin lỗi nha con. Xin lỗi nhưng em quá ngon. Ăn bơi đi. Má sẽ ở đây á. À, đảm bảo không mà xin sợ. Cái này sản은 고기가 돼서 저 여름에 살이 도실도실하게 진짜 맛있다. 또 누워본 중에 제일 맛있을 것 같아. 뭐 thì nói đây là con tôm ngon nhất trong những lần ba được ăn. Con dữ dữ. Cứ bất kể cái tướng rồi nói. Tại vì nó còn sống, cho nên nó ngọt, nó ngon lắm. Ba thì thích ăn tôm lắm mọi người. À, bên em xéo chỗ hai xéo. Ừ. Vốn là xéo chỗ hai xin đó. Ba Tiên thích ăn tôm. Cháu kế cháu cho anh ta. Tôm với cua á, khoái ăn lắm. Cần ta ăn cho anh đẹp ta. Ủa mà ba Tiên đâu có gì đâu mà họ chê ta. Má dài à? Ừ. Ba Tiên đâu có chê món gì đâu ta. Từ món Hàn tới món Việt. Bịt thứ năm ông xích bụt thờ, Hàn Quốc ông xích cà chì. Đâu có thích gì, đâu có chê gì đâu ta. Mà chưa bụt đó.
베트남에 새우 먹으러 가야 되겠다. 아, 새우 진짜 굽대. 베트남 거. 마 thấy nói Việt Nam ăn tôm hùm mới được. Việt Nam là 새우 nó đài. 그렇대. 새우 싱싱하고 엄청 많아요. Việt Nam mình là đất đất nước tôm tôm mà. Việt Nam 새우가 한국 종류와 tôm hùm, tôm bạc, tôm càng, tôm bông, ủa nói chung là đủ loại. Lobster rồi. Tôm càng xanh. 그때 놀러 가고 랍스터 그거 못 먹고 온 게. 네. 지금도 생각난다. 딱 내린 게 나 그거. 랍스터 팔대. 네. 배에서 딱 내리니까. Mẹ tôi nói hôm bữa về Đà Nẵng mà không có ăn được con hùm, con tôm hùm, con tôm băm á. 근데 그 con tôm hùm băm á mọi người. 그 파는 사람이 먼저 내려 알아. 아, 이야기 인사를 하더라고. Không ăn được. Tại vì đi theo đoàn á mọi người mình bất tiện lắm. Đi du lịch mà đi theo đoàn á là không có chơi được thoải mái tự do, không có ăn, mình muốn đi đâu cũng không đi được, muốn ăn gì cũng không ăn được. Đó tụi thường vậy. Cứ số tháng hiện mà ta số cái gì? Không có. Bà thì hỏi lobster là gì vậy? Lobster là lobster không biết muốn đâu, cái số cái gì không có gì. Bà thì không có biết con nói lobster là không biết con tôm hùm. 그래 계단을 3으로 갈라 했는데 시간이 안 돼가지고 와빛. Đi theo đoàn không có thời gian ăn con tôm hùm đó. Tôm hùm bông người ta nướng ngoài sao는... chỗ khu du lịch đó, chỗ cái sông Đà Nẵng cái gì đó. 가고 사진을 많이 찍었다. 그 있는 사람들하고 내하고. Mà những chị bán đồ đó hình như biết mẹ của Tiên nữa. Chụp mà mẹ Tiên vừa tới là nhận ra mẹ của Tiên liền luôn. Rồi chụp hình cũng nhiều nữa. Ta nói đi du lịch á, đi tự túc mới đã. Giờ hẹn cá ra mẹ kiện chứ cái đồ cá đều. Giờ hẹn xa à ta nhưng mà bối cất hợp sơ à. Cặp à. Mà đi không biết tiếng, không biết gì hết thì phải đi theo đoàn. Đó, nó khó khăn vậy đó. Tốt nhất là mình nên có một người bạn ở xứ sở đó. Cái bạn ấy dắt mình đi chơi là được. Wow, sao quá chín ta nè. Mẹ tin nói con tôm ngọt ghê luôn. Nam mình kêu mà xịt. Trời đất ơi. Chúc. Thấy thèm á mọi người. Chào. Hôm nay mua bà. Wow. Mẹ tin cho tiên con này ăn thử nha. Chào. Lần đầu tiên mà ăn cái gì ta? Tôm sống mà chấm với muối ớt xanh. Phân ta. Maşıkça. Ngọt ngay luôn. Đúng không? Maşı ise Maria nói ya. Mẹ tiếng nó ngon quá. Nó hết lên lời luôn rồi. Mang thơm mắc. Maria ăn mà quá. Quá sao phải có khổ rút rồi. Thịt nó ngọt kinh khủng. Nó ngập hậm mình mừng. Vậy á. Wasabi có khổ rút rồi. Maria ăn nó ra. Còn ba tiếng nói wasabi nó ngập mũi tao hết nói chuyện nổi luôn. Thế cái gì chính xác biết ta? Nhưng ta sẽ cúp mua vậy. Còn cái đầu này mình chưa có bỏ ra nha mọi người. Cái đầu này mình sẽ chiên bơ lại ăn. À nhưng mà do thắt khi mà mọi người. Cúp cá để ta tôi luôn. Từ từ cả. Cảnh sát này. Luôn từ xe. Mình đi hỏi cho nữa không? Lột lâu mà nhiều. Ăn của mẹ nó biết chừng nào mẹ ăn được. Để mình tự lột tự ăn. Wow, cảm ơn sợ, cảm ơn sợ. Gì mà? Nó giành lượt tay. Phải phát chi? Phải tiền nó nhảy. Phải phát chi? Cảnh sát đồ bạc, phải phát chi? Phát tiền nói. Phải phát chi đã? Giọng của người tỉnh miền Nam á. Ở Hàn Quốc này có giọng vùng miền đó nha mọi người. Giọng vùng miền giống như là ở Việt Nam mình mà Hà Nội với miền Tây vậy đó. Thì Tiên ở khu vực miền Tây.
Còn Seoul là giống như Hà Nội vậy đó. Người miền Tây nói chuyện nhiều câu nó khác, khác khác chút, giọng điệu khác. Thời gian ít rồi mà, xeo chị bé, chả đi ớt đẻ. À, chị cơm nhớ. Mẹ đi ra tới thứ bảy chủ nhật ha. Mấy quán bán cơm nướng là không có chỗ ngồi đâu. Vì lần này kìa. Anh, 이게 지금 이 정도 넣고 나면 한, 한 달 정도 쉬어야 되는 거라 새우 없어 요만해가지고 그래서 지금 먹으려고 있는 거 먹으려고 없다 하니까 이제 커야 노는 거라 또 그래서 더 지금 손님한테 Mẹ thì nói là tại vì bây giờ đang vô mùa tôm con mượn gì nó ăn một tháng sau là nó tạm ngưng thời gian tại vì phải đợi tôm lớn á cho nên là người ta tranh thủ người ta ăn bữa hổm do dịch đó cho nên là mấy quán ăn ở đây đóng cửa hết rồi bữa nay mới mở lại hết ta chỗ bữa ngày mua thả tát tát tôm mà y chỉ nhớ rồi á bữa hổm dịch là quán nào quán ấy đóng cửa hết tại đâu có người ta ăn đâu kêu rồi chứ gì muốn đánh đây cả đâu có ai đi ăn kêu lại cô chỗ bên ta chỗ bên ta thì muốn đánh chứ nhà hàng đã lớn rồi đấy, tao chỉ muốn đánh để xe không có sao bây giờ là bắt đầu mở ra ha 사람들이 여기 잘 알고 아무로 가. 아, bên Hàn Quốc này người ta hay lắm mọi người. Quán nào ngon là người ta kéo tới ăn mặc dù nó xa hay là nó trong vùng sâu hẻo lánh gì bất kể, bất chấp. Miễn ngon là khách ta ăn ùng luôn, ngộ vậy đó. Mặc dù là trong hẻm không cần mặc tiền. Nghe cái tiếng mẹ tiếng ai giòn thấy sợ cô một năm ấy sẽ thế đi cả ăn cô được đấy phải bán cho nó cô ta Kim chi ăn cái mặt nhỉ? Mẹ nói ăn chung với kim chi á nên ngon. Cái gì cái nó mềm lắm. Sao có sấy được sao? Tại tôm mùa á, tôm mới ra, thịt nhiều mà vỏ mềm, giống như cá rô với miền Tây vậy đó. À, sao tôm mồm mi cái ăn là sẵn đã làm mua, sao làm ăn mồm mua bà? Mẹ thì nói ba chồng nè, anh đi con, ba chồng sợ con ăn không được. Lột cho con ăn. Sao mà cái thứ tay vậy? Nè, trời ơi, con tôm nướng nó ngọt kinh khủng mọi người. Nó thơm cái mùi đó, muối. Ngon. 이게 괜찮네 고추 고추네 이게. ngon gì đâu. Hai anh à. Mẹ tiên đụng đụng đấy. Con nào sống không? Con nào dậy thì ăn con đấy. Wow, 빨리 간다. Cứ bắt 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 mà cứ bắt. Mẹ thì nói nó đi nhanh quá. Mới lúc nãy nó còn nhảy phằng phạc đây mà bây giờ nó đã đi hết rồi. Đi hết rồi. Mà mình lắc cả. Mẹ thì nói. Thời gian mà chờ. Test rồi. Test rồi. Mẹ thì nói
Thôi giờ nghỉ quay hả con ha. Bụi nồi hả? Iga nang ga nonnun ga irakke ra mukkida. Kesok. Còn cái này là để ngồi tiên lên tiên đuột cho Theo với Hà Vân ăn nha. Theo nó cũng phải ăn tôm với ông nội nó. Theo tô. Theo 두 마리만 주고 하유 한 마리 주고. Theo는 할아버지처럼 새우 좋아해요. 왜? 아니, Theo 왜 두 마리 주고 하유는 한 마리만 줘요? 우리 아들은 다섯 마리 주고. 우리 아들 누구고? Theo. 아, 매 thì nó cho Theo hai con, cho Hà Vân có 1 con, rồi cho con trai mẹ 5 con, là anh Ba Đông có mọi người. Thế Hà Vân hai mươi mình chơi á? Trẻ chặt tất cả. Hà Vân nó là út trong nhà cho nó ăn ít hơn xíu. Kỳ vậy trời. Hà Vân một mình nó chắc ăn hết 7 con. Hai mươi Theo 두 마리, Minh 세 마리, Theo 지갑이 다섯 마리 이러면 딱 맞다 이거. Mình được 3 con, con trai mẹ 5 con, Hà Vân 1 con à. Theo 2 con. Hà Vân ăn hết phần 3 cũng với má. 아버님 다섯 마리 더 자식이고. Ba chồng tiên thì 5 con. 800 일 가고 양 안 찬다. Ba chồng tiên này mới xỉa răng thôi mọi người. Hết 자신다. 최고. 이거 한 손꼽에 다 자신. Một gỗ này ba tiên ăn hết trơn luôn, một mình ăn hết 1 kg luôn, 1 2 kg. 근데 걔를 이래 미지 수지가 신혼여행 갔다 오면서 영도 걔를 막 겁박서. 겁박서 하는데 혼자 겁박서 다 먹는. Ba tiên ăn á. 그만큼 좋아해. Hồi đó con gái lớn của mẹ tiên đi du lịch về mua cho ăn thùng của của Tuyết á mọi người. Mình ba ăn hết một thùng đó luôn. Cảm ơn mọi người đã xem video của mẹ Tiên. Đăng ký, nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Sơn Sơn TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. I love you.